Thể thao huấn luyện viên chi tiêu, Pep Guardiola bám sát Jose Mourinho trong danh sách huấn luyện viên chi tiêu nhiều nhất. Mới đây, trang Popfoot đã công bố danh sách 10 huấn luyện viên chi tiêu nhiều nhất trong lịch sử chuyển nhượng. Jose Mourinho là người đứng đầu danh sách này. Tuy nhiên, Pep Guardiola đang bám sát phía sau và sẽ vượt mặt qua người đặc biệt nếu Manchester City chiêu mộ thành công trung vệ Josko Zvezdan với giá khoảng 90 triệu euro trong ít ngày tới. 10. Arsene Wenger, tổng số tiền chi tiêu 973,25 triệu euro. Huấn luyện viên Arsene Wenger là vị chiến lược gia giúp câu lạc bộ Arsenal trải qua giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng. Bên cạnh công việc huấn luyện, ông còn nổi tiếng với những thương vụ mua sắm khôn ngoan. Dưới thời vị chiến lược gia người Pháp, đội bóng thành London đã bỏ ra 973,25 triệu euro tiền chuyển nhượng. Trong đó, tiền đạo Aubameyang là thương vụ đắt giá nhất với số tiền 64 triệu euro. 9. Jurgen Klopp, tổng số tiền chi tiêu 1,07 tỷ euro. Dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp, câu lạc bộ Liverpool đã tìm lại được vị thế ngày nào đồng thời vô địch giải nước Anh sau 3 thập kỷ chờ đợi. Để có được thành công này, ông thầy người Đức cũng cần câu lạc bộ chi tiền để mang về những bản hợp đồng chất lượng. Nổi bật phải kể đến trung vệ Virgil van Dijk, người khiến Liverpool phải bỏ ra số tiền kỷ lục của câu lạc bộ lên tới 80 triệu euro để chiêu mộ. 8. Unai Emery, tổng số tiền chi tiêu 1,153 tỷ euro. Trong sự nghiệp của mình, Emery chủ yếu làm việc tại những câu lạc bộ bậc trung, có ngân sách chuyển nhượng không quá lớn. Sở dĩ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có mặt trong danh sách này là bởi quãng thời gian ông làm việc tại PSG. Ở giai đoạn ông Emery cầm quyền, đội bóng nước Pháp đã mang về hai bản hợp đồng có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử túp cầu là Neymar 222 triệu euro và Kylian Mbappé 180 triệu euro. 7. Antonio Conte, tổng số tiền chi tiêu 1,17 tỷ euro. Huấn luyện viên Conte là người có công lớn trong việc đưa Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm 2016-2017. Dưới thời ông, đội bóng thành London đã chi tiêu 1,17 tỷ euro để mang về nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó tiền vệ N'Golo Kanté 37 triệu euro và tiền đạo Alvaro Morata 65 triệu euro là hai bản hợp đồng đắt giá nhất. Đồng thể thao huấn luyện viên chi tiêu, huấn luyện viên Conte và những bản hợp đồng đắt giá dưới thời ông. Bản hợp đồng đắt giá nhất dưới thời huấn luyện viên Conte là việc chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku sang Inter Milan năm 2019 với giá 74 triệu euro. 6. Manuel Pellegrini, tổng số tiền chi tiêu 1,19 tỷ euro. Pellegrini ngồi ghế nóng Real trong giai đoạn câu lạc bộ quyết định chi tiêu mạnh tay để tạo ra giải ngân hà 2.0. Dưới thời vị chiến lược gia người Chile, Real đã mang về Ronaldo 94 triệu euro hay Kaká 74 triệu euro. Bên cạnh đó, Pellegrini cũng có thời gian dẫn dắt Manchester City, đội bóng chi tiêu mạnh tay bậc nhất kỳ chuyển nhượng. Vì thế, Pellegrini có mặt trong danh sách này. 5. Diego Simeone, tổng số tiền chi tiêu 1,2 tỷ euro. Huấn luyện viên Simeone đã có 12 năm gắn bó cùng câu lạc bộ Atletico và những thương vụ mua sắm lớn nhất của ông đều gắn với đội bóng này. Năm 2019, đội bóng này từng bỏ ra số tiền lên tới 127 triệu euro để chiêu mộ Joao Felix, tài năng sáng giá vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha lại thi đấu không như ý. Mùa trước, Felix từng được cho mượn tại Chelsea nhưng tiếp tục chơi mờ nhạt. 4. Marc Allegri, tổng số tiền chi tiêu 1,39 tỷ euro. Dưới thời huấn luyện viên Marc Allegri, câu lạc bộ Juventus đã mang về không ít bản hợp đồng đắt giá. Năm 2018, đội bóng bỏ ra đến 114 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo từ Real. Trước đó là trường hợp của tiền đạo Gonzalo Higuain với giá 90 triệu euro. Mùa trước, Juventus nhận án phạt vì những sai phạm liên quan đến tài chính trong quá khứ. Câu lạc bộ sau đó cũng gửi đơn tới UEFA xin không tham dự Cúp châu Âu mùa tới và được chấp nhận. 3. Carlo Ancelotti, tổng số tiền chi tiêu 1,69 tỷ euro. Hè 2023, Real của huấn luyện viên Ancelotti vừa chiêu mộ thành công ngôi sao trẻ Jude Bellingham với giá 103 triệu euro. Lúc này, đội bóng đang nhắm đến việc mang về sân Bernabeu tiền đạo Kylian Mbappé. Nếu thương vụ trên thành công, Ancelotti sẽ tiếp tục gia tăng tổng số tiền chi tiêu của mình dưới thời huấn luyện viên.